liên quan đến hoạt động xuất khẩu nửa đầu tháng 3 vừa được Tổng cục Hải quan công bố theo định kỳ, cho thấy nhiều dấu hiệu khởi sắc. Tính từ đầu năm đến ngày 19 tháng 3, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã cán mốc 100 tỷ đô la. Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng chủ lực tăng hàng chục phần trăm. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 47,05 tỷ đô la, tăng 5,4%. Với kết quả trên, cán cân thương mại nửa đầu tháng 3 mức thặng dư gần 0,61 tỷ đô la. Qua đó, tiếp tục giữ cho cán cân thương mại của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 3 đạt mức thặng dư khoảng 0,5 tỷ đô la.